Sáng sớm ngày thứ hai, bên trên Bắc Minh Phong. Kỷ Linh Xu huynh, ta đi theo huynh, dâng trà hầu hạ huynh. Vân Lộ mong chờ nhìn Kỷ Linh. Đây là ra ngoài rèn luyện, nguy hiểm đầy rẫy, chứ không phải đi chơi đùa đâu. Người cứ yên tâm ở Hắc Bạch Học Cung đi. Kỷ Linh nhìn về phía 6 người tôi tớ là Mạnh Nham, Vân Lộ, Vân Chu, Vong Vệ, Vĩ Phương và Minh Dương. Sau khi ta rời khỏi Hắc Bạch Học Cung, mọi việc ở Bắc Minh Phong sẽ đều chuyển giao cho Mạnh Nham quản lý. Đám người Vân Lộ vừa nghe thì lập tức kinh hãi. Mạnh Nham ư, chỉ sợ nếu tính về thực lực thì Mạnh Nham đúng là kẻ yếu nhất. Những người khác đều có tiến bộ, thế nhưng Mạnh Nham vì bị hao tổn căn cơ lại kiêm tu cả thần ma luyện thể, nên bây giờ có thực lực yếu nhất. Vâng, thưa Kỷ Linh Sư Huynh. Đám người Vân Lộ cùng đáp. Tảng đá Bắc Minh Phong giao cho người đấy. Kỷ Linh nhìn chằm chằm vào Mạnh Nham nhắc nhở. Mạnh Nham cao lớn ngăm đen, gật đầu lia lịa. Kỷ Linh Sư Huynh cứ yên tâm. Bỗng nhiên Kỷ Linh ngẩng đầu lên. Ở xa xa một đường sáng bay tới, đúng là Mộc Tử Sóc đang đứng trên khô lỗi Thanh Long. Kỷ Linh Sư Huynh. Mộc Tử Sóc ở xa xa đã hô lên. Đi thôi Bạch Thúc. Bên cạnh Kỷ Linh xuất hiện một con thuyền. Hắn cùng Bạch Thủy Trạch nhảy lên trong thuyền. Một người một chó nhanh chóng bay lên trời cao về phía Mộc Tử Sóc, rất nhanh đã biến mất ở ngọn núi phía xa xa. Kỷ Linh, Mộc Tử Sóc, Bạch Thủy Trạch đi qua cửa chính, rời Hắc Bạch Học Cung. Lần sau khi chúng ta trở về, chắc chắn sẽ còn mạnh mẽ hơn. Mộc Tử Sóc quay đầu nhìn cửa chính, trong mắt của hắn có chút chờ mong và khát vọng, khẽ nói. Còn phải mang theo cả đống pháp môn, thuật pháp mà Hắc Bạch Học Cung chúng ta không có để mang về nữa. Ta cũng chán cái cảnh thiếu Hắc Bạch Đan đi đổi thuật pháp khôi lỗi lắm rồi. Lượng lớn pháp môn thuật pháp ở Hắc Bạch Học Cung là từ nơi nào mà ra? Dĩ nhiên là từ vô số năm tháng các đệ tử phát hiện ở bên ngoài tích góp mang về cho môn phái. Đệ tử có cống hiến thuật pháp, pháp môn cho sự phát triển của môn phái sẽ được thưởng Hắc Bạch Đan, thậm chí là cả nguyên dịch. Thực ra Kỷ Linh cũng có hai môn thuật pháp khá lợi hại có thể cống hiến cho học cung. Một là thần thông phong dực độn pháp, một là tiểu thiên kiếm trận. Cả học cung mới có 5 môn thần thông, nên có thể thấy mức độ ít đòi của thần thông thế nào. Nhưng môn thần thông kia lại là thứ được truyền nhiều đời ở Uất Trì tộc. Tới cả mẫu thân cũng nói rằng không được truyền cho người ngoài, thì mình làm sao có thể truyền ra được đây. Còn tiểu thiên kiếm trận mình có thể giải quyết được, nhưng mình lại từng giao nó cho Kỳ tộc. Đó chính là tương lai quật khởi của Kỳ tộc. Cả đời phụ thân đã ở Kỳ tộc, Kỷ Linh cũng lớn lên ở Kỳ tộc, nên rất trung thành với bộ tộc. Có nên cống hiến cho học cung một môn tuyệt học chấn tộc như vậy không, vẫn là điều trăn trở trong lòng Kỷ Linh. Dù sao bất kể là bộ tộc, môn phái hay giáo phái đều rất trân trọng pháp môn, thuật pháp. Thậm chí có thể vì một môn thần thông, bí thuật cường đại mà dẫn tới họa diệt tộc. Đi thôi, Kỷ Linh liền nói. Kỷ Linh Sư Huynh, chúng ta đi đâu đây? Mộc Tử Sóc hỏi. Trước tiên tới Thiên Bảo Sơn. Kỷ Linh cười. Trong Thiên Bảo Sơn có vô số bảo vật, nếu muốn ra ngoài lưu lạc, rèn luyện thì ngươi phải chuẩn bị những thứ cần thiết ở đó. Được, ta cũng muốn mua một vài thứ. Mộc Tử Sóc gật đầu. Lúc này Kỷ Linh, Mộc Tử Sóc, Bạch Thủy Trạch liền rời khỏi Hắc Bạch Học Cung. Một bà lão mặt hồng hào đứng ở trong đình viện. Thủy kính ở trước mặt hiện lên khung cảnh Kỷ Linh, Mộc Tử Sóc, Bạch Thủy Trạch đi ra ngoài cửa chính Hắc Bạch Học Cung. Tử Sóc. Trong mắt của Quỳnh Hoa đạo nhân có sự lo lắng cùng chờ mong. Điện tài tiên nhân tóc đen, áo choàng đen đang ngồi trên giường ngọc, bỗng nhiên mở mắt ra. Trong đôi mắt có chút chờ mong. Đệ tử đi ra ngoài lưu lạc rèn luyện, có đệ tử chỉ 3 năm đã trở về, có người mấy chục năm mới trở về, thậm chí cả mấy trăm năm cũng có. Đương nhiên cũng có những người không bao giờ trở lại mà chết ở bên ngoài. Sau lưng Thiên Bảo Sơn là hoàng tộc Vương Triều Đại Hạ ủng hộ, thế lực trải rộng khắp các thành trên vùng đất vô tận này. Trong 3 năm ở Hắc Bạch Học Cung, Kỷ Linh cũng đã cùng Bắc Sơn Bách Vi đi ra ngoài nhiều lần, dĩ nhiên cũng có lần tới Thiên Bảo Sơn. Bạch Thúc, lần này đi ra ngoài lưu lạc, nguy hiểm đầy rẫy, người có muốn cái gì không? Kỷ Linh nhìn về phía Bạch Thủy Trạch ở bên, dùng tâm linh để trao đổi. Khi trước còn cũng cho ta Tiểu La Di đạo phù rồi. Bạch Thủy Trạch dùng tâm linh chuyển âm lại. Hiện tại ta chỉ cần một thứ là Phục Hy Côn Trận. Phục Hy Côn Trận ư? Kỷ Linh gật đầu. Cho dù đứng trên phương diện trận pháp, hắn không thể so sánh được Bạch Thúc, nhưng bình thường lúc nhàn nhã hắn vẫn có nghiên cứu, nên đương nhiên cũng biết tới Phục Hy Côn Trận, đại danh đỉnh đỉnh. Phục Hy chính là tên một người bản lĩnh lớn trong truyền thuyết. Kiếp trước ở trái đất,
Kỳ Linh cũng đã từng nghe tới truyền thuyết về Phục Hy. Hậu Nghệ, Hoa Phụ cũng là truyền thuyết giống như Phục Hy. Nghe đồn Phục Hy côn trận được Phục Hy sáng chế ra, chỉ với 8864 cây côn, Phục Hy có thể thi triển ra đủ loại trận pháp. Từ 64 cây côn này có cực kỳ nhiều cách sử dụng. Nếu đặt trên tay người tu tiên bình thường thì có lẽ vô dụng, nhưng trong tay cao thủ trận pháp thì lại có thể phát huy uy lực kinh người. Càng có nhiều thành tựu về trận pháp thì đại trận thi triển từ Phục Hy côn trận lại càng thêm huyền bí, mạnh mẽ. Trong truyền thuyết, Phục Hy có thể bố trí Phục Hy côn trận này thành đại trận hủy diệt trời đất. Mà Phục Hy lại luôn mang côn trận bên mình nên có thể thi triển ra trong nháy mắt giống như bắt quái huyết long trận. Cho nên thông thường người am hiểu trận pháp đều cố gắng kiếm một bộ Phục Hy côn trận. Được, cứ giao cho con. Kỳ Linh gật đầu. Kỳ công tử, Mộc công tử. Ở cửa chính của Thiên Bảo Sơn có một nữ tu từ phủ đã đứng chờ từ sớm. Kỳ Linh, Mộc Tử Sóc, Bạch Thủy Trạch liền cùng nhau tiến vào bên trong Thiên Bảo Sơn. Bên trong Thiên Bảo Sơn có rất nhiều bảo vật nhưng giá cả cũng không rẻ. Có điều với những người được Thiên Bảo Sơn coi trọng thì thông thường đều có khuyến mãi. Như đệ tử thiên tài trong Hắc Bạch Học Cung thì sẽ được giảm giá 30%. Đây đã được coi là mức giảm giá tối đa rồi, bởi vì bình thường Thiên Sự Bảo Sơn cũng phải bỏ ra 60% để mua những vật phẩm đó từ bên ngoài. Đương nhiên nghe đồn rằng giá bán với các tiên nhân cũng chỉ là 60% mà thôi, y hệt giá mua vào, không hề có chút lãi nào. Đương nhiên đám Kỳ Linh sẽ không có được ưu đãi tới mức như vậy. Ta bán bộ kiếm trận này, pháp bảo này cũng bán, bộ kiếm trận này cũng bán. Kỳ Linh nhanh chóng bán hết những pháp bảo được tích lũy nhiều năm trong tay cho Thiên Bảo Sơn. Những pháp bảo như kiểu của đám tu sĩ Tuyết Long Sơn bị giết khi trước đều bị bán đi sạch. Tới cả kiếm trận của Bắc Sơn Hắc Hổ, Huyết Đảnh Sư Huynh cũng vậy. Bởi vì dù những kiếm trận này có tốt nhưng lại không có cùng nguồn gốc. Có loại thì mang tính lạnh, có loại thì mang tính nóng. Có nhiều loại thuộc tính khác nhau, quá cũng không tốt cho Tiểu Thiên kiếm trận. Rất nhanh, sau nửa canh giờ, Kỳ Linh, Mộc Tử Sóc, Bạch Thủy Trạch cùng rời Thiên Bảo Sơn. Kỳ Linh mua một bộ 360 khẩu phi kiếm nhân giai thuộc tính nước cùng một bộ 360 khẩu phi kiếm nhân giai thuộc tính lửa, tổng cộng có 720 khẩu phi kiếm nhân giai. Tuy chúng đều được chế tạo ở Thiên Bảo Sơn nhưng cũng không có chút đặc biệt nào, đều là loại nhân giai thường thấy. Nếu lấy nguyên dịch đổi lấy thì phải cần tầm ngàn cân nguyên dịch. Hai bộ kiếm trận do Bắc Sơn Hắc Hổ tặng cùng với bộ kiếm trận do Huyết Ảnh Sư Hinh tặng đã đổi được 900 cân nguyên dịch ở Thiên Bảo Sơn rồi. Đám bảo vật của đám Hứa Ly chân nhân cộng lại cũng được gần 100 cân nguyên dịch. Tóm lại, Kỳ Linh chỉ cần bỏ ra 200 cân nguyên dịch là đã có thể đổi được 320 khẩu phi kiếm nhân giai cùng một bộ Phục Hy côn trận, cùng với một phần nguyên dịch mua các vật phẩm cần thiết khác nữa. À, sau khi rời Thiên Bảo Sơn, Mộc Tử Sóc cảm thán: vào Thiên Bảo Sơn mới biết mình thật là nghèo mà. Hiện giờ ta chỉ còn lại 10 cân nguyên dịch thôi, chắc là sư huynh vẫn khá hơn ta. Trong 3 năm này, cho dù ta cũng kiếm được mấy trận thắng trong luận đạo điện, nhưng một chuyến đi Thiên Bảo Sơn này cũng làm cho túi của ta trống trơn rồi, tổng cộng chỉ còn lại gần 100 cân nguyên dịch thôi. Kỳ Linh lắc đầu nói. Mộc Tử Sóc gật đầu, đôi mắt phát sáng. Đương nhiên rồi, cứ ở mãi trong học cung thì làm sao mà kiếm được bảo vật đây. Bây giờ chúng ta ra ngoài lưu lạc sẽ có rất nhiều cơ hội tìm kiếm bảo vật. Nhớ ngày trước Huyết Ảnh Sư Huynh có thể dễ dàng cho Kỳ Linh Sư Huynh một bộ kiếm trận nhân giai chân quý, thì dĩ nhiên là thứ đó cũng chẳng đáng để Huyết Ảnh Sư Huynh nhắc tới đâu. Ta tin rằng chúng ta ra ngoài lưu lạc cũng sẽ nhanh chóng kiếm được mấy thứ như thế thôi. Ừ, trong mắt của Kỳ Linh cũng có vẻ mong chờ. Bên trong học cung, hắn thường xuyên nghe được chuyện một vị sư huynh nào đó kiếm được bảo vật ở một di tích do tiền bối để lại. Lại còn nghe tới cả vị sư tỷ chiến đấu hơn 10 năm, giết chết mấy trăm người tu tiên, kiếm được vô số bảo vật. Lại nghe nói, tóm lại, Kỳ Linh và Mộc Tử Sóc chưa bao giờ ra ngoài lưu lạc, rèn luyện nên cũng cảm thấy ngơ ngáy ở trong lòng. Vừa rồi, ta đã thay những bảo vật cũ đi rồi, bây giờ thực lực đã tăng lên nhiều, lần này ra ngoài nhất định phải chém giết bốn phương. Mộc Tử Sóc cũng đầy tự tin. Kỳ Linh nở nụ cười. Tiểu Thiên kiếm trận của mình có phần trung tâm là Cửu Dương kiếm trận lấy được ở Thủy Phủ, mặt ngoài là 360 khẩu phi kiếm thuộc tính nước và 360 khẩu phi kiếm thuộc tính lửa, một nước một lửa, tương sinh tương khắc với nhau. Trong đạo trận pháp là thứ cực kỳ thích hợp để thao tác. Kỳ Linh cũng tin tưởng Tiểu Thiên kiếm trận của mình sẽ có uy lực cực kỳ kinh người. Đòn đánh xa của ta đã ngang tầm với cận chiến rồi, Kỳ Linh thầm nghĩ.
Kỳ Linh cực kỳ mạnh mẽ về khoản cận chiến, bởi vì hắn đã tu luyện tầng 9 xích minh cửu thiên đồ, đã có thể sánh ngang với thần ma luyện thể vạn tượng tiền kỳ, lại nhờ ngộ ra đạo chi vực cảnh liệt hoa chi đạo nên kiếm được 1000 hắc bạch đan. Nhờ chỗ đó, Kỳ Linh đã lấy được quyển thứ hai xích minh cửu thiên đồ và thần thông pháp thiên tượng địa về tay. Cho nên dù không thi triển trích tinh thủ nghịch thiên thì Kỳ Linh vẫn có thể dựa vào hai thần thông lớn là phong dực độn pháp và pháp thiên tượng địa tạo thành chiến lực kinh người. Mà trên phương diện luyện khí, Tiểu Thiên kiếm trận cũng đã rất mạnh rồi, đánh xa đánh gần đều mạnh cả. Kỳ Linh sư huynh, bây giờ chúng ta đi đâu đây? Mộc Tử Sóc nhìn về phía Kỳ Linh hỏi. Đi lưu lạc ở đâu bây giờ? Các vị sư huynh sư tỷ đi trước đều gia nhập Ứng Long vệ cả rồi. Kỳ Linh nói, gia nhập Ứng Long vệ sẽ có được các loại ưu đãi, hơn nữa chúng ta lại có thể nhận nhiệm vụ Ứng Long vệ, qua đó có thể xác định phương hướng mà đi lưu lạc. Mà Ứng Long vệ phá án lại có thể làm mấy tên trộm cắp phải run sợ, nhờ đó chúng ta có thể tránh được rất nhiều phiền toái. Đúng vậy, Mộc Tử Sóc cũng gật đầu. Ta cũng đồng ý. Hai người thảo luận một chút liền quyết định trước tiên tới gia nhập vào Ứng Long vệ. Kỳ Linh đi tới phủ Bắc Sơn Hắc Hổ một chuyến để chào tạm biệt Bắc Sơn Bách Vi. Bắc Sơn Bách Vi biết Kỳ Linh đi ra ngoài lưu lạc nên cũng nhắc nhở thật lâu. Hắn cũng biết được việc xông pha rèn luyện bên ngoài nguy hiểm tới mức nào, nhưng muốn trở thành nhân vật thực sự quan trọng ở vùng đất này thì chắc chắn phải trải qua rèn luyện tàn khốc kia. Tại một vùng hoang vu ngoài thành An Thiền, rắc 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 rắc, một con khôi lỗi thanh long lơ lửng giữa không trung nhanh chóng biến hình, thân thể tự động tách ra rồi ghép lại thành hình một cái thuyền đầu rồng lớn. Kỳ Linh ngẩng đầu lên nhìn con thuyền đầu rồng lớn kia, nói với Mộc Tử Sóc bằng vẻ đầy thán phục. Sóc sư đệ, con khôi lỗi của ngươi có thể biến dạng cơ à? Thật lợi hại. Huynh là người ngoài ngành nên không hiểu về thuật khôi lỗi rồi, biến dạng chỉ là một kỹ thuật nhỏ nhỏ thôi. Mộc Tử Sóc rất đắc ý. Đi thôi, tới chi nhánh của Ứng Long vệ tại An Thiền là Xích Long Sơn. Cho dù cách đây không xa, nhưng khống chế pháp bảo bay đi vẫn không thể thoải mái bằng dùng khôi lỗi của mình bay đi được. Kỳ Linh mỉm cười dẫn Bạch Thủy Trạch nhảy lên con thuyền đầu rồng. Mộc Tử Sóc đầy hào khí đứng trên mũi thuyền đầu rồng. Con thuyền đầu rồng nhanh chóng ẩn vào trong sương mù, bay đi với tốc độ cực cao. Mộc Tử Sóc nói, trên con khôi lỗi của ta có tụ nguyên phủ trận nên bay với tốc độ này cũng vẫn không tốn chút nguyên lực nào, hấp thụ nguyên khí trời đất là đã đủ rồi. Đã sớm nghe Quỳnh Hoa sư thúc khen ngợi ngươi, nói ngươi có thiên phú cực cao ở khôi lỗi, trong Hắc Bạch Khọc Cung lại chỉ có luận đạo nên không thể biết được thực lực về phương diện này của Sóc sư đệ ngươi. Lần này đi gia nhập Ứng Long vệ, ta phải nhìn một lượt thật kỹ mới được. Kỳ Linh cười nói, ngươi phải nhìn cho kỹ đấy. Mộc Tử Sóc ngẩng đầu lên với vẻ đầy đắc ý. Kỳ Linh cười ha hả, trong 3 năm ở Hắc Bạch Khọc Cung, tuy có kết bạn với rất nhiều sư huynh sư tỷ, thậm chí có qua lại không tệ với đám người Cửu Liên sư tỷ, Huyết Ảnh sư huynh, nhưng trong đám đồng môn thì Kỳ Linh vẫn thân cận nhất với người sư đệ cùng gia nhập môn phái với mình là Mộc Tử Sóc này. Do hắn còn trẻ người non dạ, lại đắm chìm trong đạo khôi lỗi từ nhỏ, không có trí nhớ kiếp trước như Kỳ Linh, cho nên cách đối nhân xử thế vẫn rất non nớt. Đơn giản thì Mộc Tử Sóc có tính tình rất trẻ con, thích là thích, giận là giận, không bao giờ giấu giếm tâm sự. Khi thua hai trận ở luận đạo điện, lúc mới gia nhập môn phái, Mộc Tử Sóc liền phản ứng ngay. Nếu lòng dạ sâu xa hơn chút thì cũng sẽ không vui buồn ra mặt như thế. Nghiêm túc mà nói, đúng là một con người hồn nhiên. Đi chung với một sư đệ nhỏ như vậy cũng làm cho Kỳ Linh cảm thấy rất thoải mái. Tới Xích Long Sơn rồi. Đôi mắt của Mộc Tử Sóc sáng rực lên nhìn về phía xa xa. Kỳ Linh cũng nhìn theo phía xa xa, xuyên qua mây mù có thể nhìn thấy một dãy núi nhấp nhô như con rồng. Toàn bộ dãy núi hình rồng đều có màu lửa đỏ, nhìn từ xa đúng là rất giống một con rồng thần màu lửa đỏ. Hơi thở tỏa ra cũng làm cho người ta thầm hãi, thậm chí còn đáng sợ hơn cả đại trận do bao nhiêu đời tiên nhân của Hắc Bạch Khọc Cung tạo nên. Không hổ là một trong hai thế lực đứng đầu quận An Thiền mà. Kỳ Linh thán phục. Hai thế lực mạnh nhất, một là An Thiền Hầu Bắc Dân Tộc, một chính là Ứng Long vệ chi nhánh An Thiền này. Mộc Tử Sóc cũng thán phục. Hơn nữa, nhìn từ xa, đại trận này đã hơn xa Hắc Bạch Khọc Cung rồi. Không hổ là Ứng Long vệ mà. Nơi này chỉ là một chi nhánh mà thôi. Nghĩ tới việc mỗi tòa thành ở vùng đất vô tận do vương triều đại hạ thống trị đều có một chi nhánh như vậy, thật làm cho người ta không lạnh mà run mà. Kỳ Linh gật đầu. Đúng vậy. An Thiền Hầu Bắc Dân Tộc
Có vùng đất phong là quận An Thiền này tồn tại từ thời đại thần ma tới giờ, nên dĩ nhiên có tích lũy không biết bao nhiêu thực lực. Mà Ứng Long Vệ lại có thực lực trải khắp vùng đất vô tận này, bất cứ lúc nào cũng có thể nhờ trợ giúp từ chi nhánh khác, thậm chí còn được cả trụ sở chính Ứng Long Vệ ở Vương Đô Vương Triều Đại Hạ trợ giúp. Việc phái ra 100.000 tiên nhân đối với Ứng Long Vệ Vương Triều Đại Hạ mà nói cũng chỉ là một việc nhỏ. Chính vì nó quá mạnh, đại biểu cho cả Vương Triều Đại Hạ, nên chúng ta mới muốn trở thành Ứng Long Vệ. Cử Linh nói, đi thôi, chúng ta đi qua đó. Mộc Tử Sóc gật đầu, con thuyền đầu rồng lập tức hạ thấp xuống, bay thẳng tới dãy núi Xích Long. Dãy núi Xích Long giống như một con rồng khổng lồ, vị trí đầu rồng chính là Nghênh Khách Phong. Đám Kỷ Linh liền điều khiển con thuyền khô lỗi đáp xuống một vùng đất bằng trên Nghênh Khách Phong. Sau khi khô lỗi Thanh Long được thu vào, Kỷ Linh, Bạch Thủy Trạch, Mộc Tử Sóc mới nhảy xuống. Mà lúc này ở xa xa lại có hai tên tử phủ tu sĩ mặc áo giáp màu lửa đỏ đi tới, lạnh lùng quát: đến dãy núi Xích Long có chuyện gì? Kỷ Linh và Mộc Tử Sóc đều cảm nhận được đối phương đang cố lên mặt dọa người. Nhưng nơi này là chi nhánh của Ứng Long Vệ ở An Thiền, nên hai người bọn họ không tiện làm càn. Chúng ta tới đây để xin gia nhập Ứng Long Vệ, Kỷ Linh mở miệng nói. Sao? Hai tên tử phủ tu sĩ mặc áo giáp lửa đỏ nhìn tới. Một tu sĩ cao gầy đi trước lạnh nhạt nói, nếu thế thì đi theo ta. Kỷ Linh, Mộc Tử Sóc, Bạch Thủy Trạch cũng đi theo. Mấy người đi lại giữa núi rừng như trên đất bằng vậy, thỉnh thoảng lại gặp một vài tử phủ tu sĩ mặc áo giáp lửa đỏ đi lại quanh Nghênh Khách Phong. Hai người các ngươi nghe cho kỹ đây, tu sĩ cao gầy đi trước dẫn đường hờ hững nói, còn nhiều lắm những kẻ muốn gia nhập Ứng Long Vệ ta, nhưng nếu đã muốn gia nhập Ứng Long Vệ thì phải ngoan ngoãn tuân theo quy củ. Mộc Tử Sóc nghe vậy thì nhíu mày lại, Kỷ Linh thì vẫn bình tĩnh. Nhớ kỹ, thứ nhất, các ngươi không phải là Ứng Long Vệ, cho nên cấm không được động tay động chân trong phạm vi dãy núi Xích Long. Một khi làm trái, giết không tha. Thứ hai, nơi duy nhất mà các ngươi có thể đi lại trên dãy núi Xích Long này chỉ có Nghênh Khách Phong thôi. Nếu tự tiện đi vào nơi khác cũng giết không tha. Thứ ba, các ngươi không được phép ra tay phá hỏng đại trận, trận pháp cấm chế trên Nghênh Khách Phong. Người nào vi phạm vẫn là giết không tha. Nói xong, nam tử cao gầy không thèm nhìn hai người Kỷ Linh. Vẻ mặt của Mộc Tử Sóc có chút khó coi, hắn chuyển âm nói, Kỷ Linh sư huynh, Ứng Long Vệ này cũng quá nhiều quy củ rồi, thật quá kiêu ngạo mà. Dù gì thì chúng ta cũng là đệ tử Hắc Bạch Học Cung, vậy mà họ vẫn đối đãi như vậy với chúng ta. Đừng nói là đệ tử Hắc Bạch Học Cung, cho dù là đệ tử An Thiền Hầu Bắc Sơn Tộc đến nơi này cũng vô dụng thôi. Kỷ Linh đã từng xem qua tin tức được biên soạn nên cũng biết được vài quy củ ở Ứng Long Vệ. Kỷ Linh, Mộc Tử Sóc, Bạch Thủy Trạch bám sát theo nhau, rất nhanh đã đi tới phía sau đỉnh Nghênh Khách Phong. Phía sau núi có một dãy toàn nhà gỗ, nhà đá bố trí khắp nơi. Các ngươi nhìn đi, tu sĩ cao gầy chỉ vào dãy nhà gỗ, nhà đá ở phía xa xa nói, những người ở trong phòng này đều là người muốn gia nhập Ứng Long Vệ. Những dãy nhà gỗ này đều là những người xưa gia nhập Ứng Long Vệ đã để lại. Các ngươi có thể chọn thoải mái, đến lúc đủ người là các ngươi có thể tới Ngục Sơn Đại Hoang Trạch rồi. Nói xong, tu sĩ cao gầy quay đầu rời đi một cách rất nhanh chóng. Người này là ai vậy? Làm sao mà kiêu ngạo đến vậy cơ chứ? Mộc Tử Sóc nói thầm, là quân dự bị bên trong của Ứng Long Vệ. Kỷ Linh tiếp xúc với Bắc Sơn Bách Vi nên cũng biết kha khá. Quân bên trong của Ứng Long Vệ sao? Mộc Tử Sóc kinh ngạc nói, trong Ứng Long Vệ còn có quân bên trong nữa sao? Kỷ Linh gật đầu, đương nhiên rồi, những người gia nhập Ứng Long Vệ giống chúng ta đều rất tự do, thường ngày cũng có thể ra vào rất thoải mái, thỉnh thoảng khi nào cần nhận nhiệm vụ thì mới xuất hiện thôi. Nhưng Ứng Long Vệ còn cần một ít quân bảo vệ, đóng quân dài hạn hoặc những người đáng tin, cho nên mới có nội vệ Ứng Long Vệ. Nội vệ Ứng Long Vệ giống như quân nhân, chế độ nghiêm ngặt, quy củ cũng nhiều thứ rắc rối, không thể tự do như chúng ta được. Kỷ Linh nói, người cũng biết đấy, trong Ứng Long Vệ còn có quân dự bị, bình thường nội vệ đều được chọn từ trong quân dự bị ra. Sao? Mộc Tử Sóc giật mình. Tuy bọn họ ràng buộc, tự do, nhưng đó lại là sự tín nhiệm của Vương Triều Đại Hạ. Bọn họ có thể học được nhiều thần thông, bí thuật hơn, có nhiều bảo vật hơn những người khác trong Ứng Long Vệ. Mà như chúng ta thì cho dù có thành Ứng Long Vệ cũng phải chấp hành nhiệm vụ rồi mới có được chút ưu đãi. Kỷ Linh nói, có được, có mất mà. Mộc Tử Sóc gật đầu liên tục. Ta cũng không muốn làm nội vệ,
trên đầu là một đống quy củ như thế thì làm sao mà tu tiên được nữa đây, là đại đọa thì đúng hơn. Mỗi người lại có lựa chọn khác nhau mà. Kỳ Linh cười cảm khái. Dĩ nhiên, người có thiên tư càng cao thì lại càng có nhiều lựa chọn, có thể tự do tự tại. Nhưng nếu thiên tư kém một chút thì sẽ không thể buông tha cho việc được đổi pháp môn, bí thuật các loại được. Đúng vậy. Mộc Tử Sóc cũng suy ngẫm rồi gật đầu. Hai người vừa đi vừa nói. Dãy nhà đá, nhà gỗ này cũng sơ sài bình thường, chỉ có một cái sân và một gian phòng ở, một phần đã có người tu tiên ở rồi. Chọn cái này đi. Mộc Tử Sóc chỉ vào một vùng cỏ dại ở trước mặt, lập tức một đường sáng bay tới mặt đất rồi lập tức biến hóa phóng to, rất nhanh đã tạo thành một khoảng sân tao nhã. Phủ đệ khôi lỗi ư? Kỳ Linh kinh ngạc, đạo khôi lỗi đúng là rất huyền bí, bất kể là xe ngựa, thuyền chiến, người, thú, phủ đệ, thậm chí là thành trì các loại đều có thể được tạo ra từ khôi lỗi. Lần đi ra ngoài lưu lạc rèn luyện này còn không biết bao lâu nữa, ở nơi hoang dã sẽ có rất nhiều hiểm nguy. Bản thân ta đã tự chế tạo ra Mộc Nguyệt Phủ, cho dù là vạn tượng chân nhân cũng phải tốn kha khá thời gian mới có thể xông vào được. Mộc Tử Sóc đắc ý nói. Không tệ, không tệ. Kỳ Linh mỉm cười đi vào. Từ đó Kỳ Linh cùng Mộc Tử Sóc, Bạch Thủy Trạch đều ở trong Mộc Nguyệt Phủ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đám người tu tiên ở bên cạnh cũng đã phát hiện ra sự xuất hiện của phù đệ khô lỗi này, nhưng mọi người cũng chẳng bàn tán gì mà vẫn yên lặng chờ đợi. Sau một tháng, đám Kỳ Linh tới đây. Lúc sáng sớm, các vị, một âm thanh hùng hồn như tiếng sấm vang vọng khắp từng gian nhà đá, nhà gỗ. Cho dù phủ đệ khô lỗi của Mộc Tử Sóc chế tạo có khả năng ngăn cách âm thanh, nhưng những âm thanh này vẫn vang lên bên tai đám người Kỳ Linh, Mộc Tử Sóc và Bạch Thủy Trạch. Đã tới lúc đi Ngục Sơn Đại Hoang Trạch rồi. Âm thanh lại vang vọng, Kỳ Linh cảm thấy ngực mình như cứng lại, mặt mũi biến đổi. Thực lực thật đáng sợ. Thực lực làm ta cảm thấy đáng sợ như vậy thì chắc chắn là tiên nhân rồi. Mặc dù hắn cũng không nắm chắc đánh với nguyên thần đạo nhân, nhưng dù sao cũng không có cảm giác không thể phản kháng như thế này, chắc chắn là tiên nhân. Kỳ Linh, Mộc Tử Sóc cùng đi ra. Mộc Tử Sóc vung tay lên thu con khôi lỗi vào. Lúc này từng bóng người cũng lao ra từ những gian nhà đá, nhà gỗ khác. Tất cả đều là những người muốn gia nhập vào Ứng Long Vệ. Kỳ Linh nhìn xung quanh, trong vòng hơn một tháng qua, đám người tu tiên đều tính tu trong những gian nhà đá, nhà gỗ kia. Đối với bọn họ, tính tu một tháng là một chuyện cực kỳ đơn giản, cho nên hơn một tháng qua cũng chẳng gặp được mấy người tu tiên đi ra ngoài. 100 người. Ánh mắt của Kỳ Linh đảo qua liền phát hiện ra từng bóng người, tổng cộng vừa vặn đúng 100 người. Kỳ Linh lập tức quay lại nhìn về phía trước mặt. Ở phía trước có 3 người đang nhìn về phía Kỳ Linh, cùng gần 100 người đang muốn gia nhập Ứng Long Vệ. 3 người này cầm đầu là một lão già tóc bạc, áo choàng đen, có khí chất nghiêm trang. Ánh mắt của lão vừa quét tới là Kỳ Linh lập tức cảm nhận được một áp lực vô hình đè xuống, giống như một con rồng đen nhìn xuống một con kiến vậy. Tiên nhân, Kỳ Linh thầm nghĩ. Nơi nào ánh mắt của lão già tóc bạc, áo choàng đen nhìn tới là nơi đấy giống như bị đao kiếm chém qua, làm mọi người thầm cảm thấy kinh hãi. Đồng thời lão cũng lạnh lùng mở miệng. Các ngươi đã đủ 100 người, bây giờ có thể tới Ngục Sơn Đại Hoàng Trạch rồi. 100 người nhóm Kỳ Linh lắng nghe. Các ngươi bây giờ vẫn chưa phải là Ứng Long Vệ. Lão già tóc bạc áo choàng đen tiếp tục lạnh lùng nói. Cho nên các ngươi sẽ phải chờ ở nơi hoang vắng, đợi tới lúc các ngươi thực sự trở thành Ứng Long Vệ thì sẽ được tiến vào lòng dãy núi Xích Long này. Nói xong, lão già tóc bạc chỉ tay về phía xa xa, nơi đó có phần khác của dãy núi Xích Long. Nơi đó mới đúng là nơi của Ứng Long Vệ. Dãy núi Xích Long này không phải nơi chơi đùa nên không náo nhiệt như thành An Thiền kia. Thứ duy nhất tồn tại chính là yên lặng vô tận. Lão già tóc bạc lạnh lùng nói tiếp. Những người an tâm tu luyện thường sẽ kiếm một động phủ trên dãy núi Xích Long để dốc lòng tu luyện. Trên dãy núi Xích Long hiện giờ đã có hơn 20 vị tu luyện tới tiên nhân rồi. Lời vừa nói ra, lập tức là 100 người đám Kỳ Linh đều phải run tim. Ứng Long Vệ đúng là không hổ danh một trong hai thế lực lớn nhất quận An Thiền. Hơn 20 vị tiên nhân ư, cho dù Kỳ Linh và Mộc Tử Sóc đến từ đệ tử đời thứ 3 của Hắc Bạch Học Cung, nhưng vẫn cảm thấy một loại chênh lệch thực lực cực kỳ lớn. Mặc dù trong học cung cũng có vài vị tiên nhân, nhưng ở Ứng Long Vệ, chỉ riêng tu luyện tại đây đã có tới hơn 20 vị. Đó là còn chưa kể tới tiên nhân có thể từ các nơi khác trong vương triều đại hạ tới đây trợ giúp nữa.
thậm chí thỉnh thoảng còn có thiên tiên từ Vương Đô đến Ứng Long Vệ giảng đạo. Lão giả tóc bạc đảo ánh mắt qua. Nếu tính về thực lực thì chi nhánh ở An Thiền có thể so sánh ngang với An Thiền Bắc Sơn Tộc. Còn nếu tính về gốc rễ thì Ứng Long Vệ vượt xa An Thiền Bắc Sơn Tộc rất nhiều. Các ngươi chỉ cần vào Ứng Long Vệ thì các loại thần thông, bí thuật, thậm chí là tới Vương Đô trung tâm của Vương Triều Đại Hạ, tới trụ sở chính của Ứng Long Vệ để tu luyện, học tập đều là những chuyện có khả năng. Tất cả chuyện này đều phải chờ sau khi các ngươi trở thành Ứng Long Vệ cây đá. Lão giả tóc bạc áo choàng đen đứng ở đó thẳng tắp như một ngọn núi, âm thanh hùng hồn chấn động lòng người. Bây giờ mỗi người các ngươi khai báo lý lịch, thực lực cho ta. Muốn gia nhập Ứng Long Vệ thì nhất định phải vượt qua được yêu cầu thấp nhất. Nếu tới cả yêu cầu thấp nhất này còn không đạt được thì cũng chẳng thể đi Ngục Sơn Đại Hoang Trạch trở về được đâu. Phù phù, lập tức có một tấm gương đồng thau bay lơ lửng trên không trung. Bọn ngươi mau nói ra lý lịch đi, thực lực của bản thân, nếu kẻ nào dám khai láo, giết không tha. Ngươi! Lão giả tóc bạc chỉ vào một gã thanh niên râu đen, gương đồng thau cũng chiếu xuống hắn. Thanh niên râu đen liền nói ngay: Liệt Thiên Kiếm Phái, luyện khí, vạn tượng trung kỳ, bộ tử dương. Lão giả tóc bạc gật đầu. Kế tiếp: Đông Hà tộc, luyện khí, vạn tượng hậu kỳ, Đông Hà Phi Vân. Một đám người tu tiên bắt đầu thông báo lý lịch của bản thân. Những người này muốn gia nhập Ứng Long Vệ thì dĩ nhiên Ứng Long Vệ phải nắm được những thông tin cơ bản nhất về họ. Đã có tên tuổi, lý lịch thì với hệ thống tình báo của Ứng Long Vệ có thể dễ dàng tra ra ngay tin tức về người đó. Không ai dám nói lung tung. Kẻ nào dám nói lung tung trước Ứng Long Vệ thì đúng là muốn chết. Ngươi! Lão giả tóc bạc chỉ vào Mộc Tử Sóc. Mộc Tử Sóc nói: Hắc Bạch Học Cung, luyện khí, vạn tượng trung kỳ, Mộc Tử Sóc. Là Hắc Bạch Học Cung sao? Hắc Bạch Học Cung cũng có đệ tử tới đây sao? Lập tức đám người tu tiên kia liền chú ý tới Mộc Tử Sóc. Tuy bọn họ cũng đều là người đến từ các môn phái hàng đầu, thậm chí là các bộ tộc siêu lớn có cùng cấp độ với Hắc Bạch Học Cung. Nhưng những bộ tộc môn phái này đều có rất nhiều đệ tử, mà đệ tử Hắc Bạch Học Cung thì lại toàn thiên tài tuyệt thế, không người nào dễ chọc vào. Ngươi! Lão giả tóc bạc chỉ vào Kỳ Linh. Hắc Bạch Học Cung kiêm tu luyện thể lẫn luyện khí, tầng 9 sách minh cửu thiên đồ, Kỳ Linh. Kỳ Linh nói luôn. Lão giả tóc bạc kinh ngạc nhìn Kỳ Linh. Tới cả tiên nhân còn kinh ngạc thì khỏi phải nói ánh mắt những người tu tiên khác thế nào. Muốn gia nhập Ứng Long Vệ thì phải vượt qua cánh cửa thấp nhất là vạn tượng chân nhân. Đương nhiên, nếu tu luyện được pháp môn thần ma luyện thể trong truyền thuyết Xích Minh Cửu Thiên Đồ thì lại là ngoại lệ, chỉ cần cấp độ tử phủ là đã qua được rồi. Nhưng loại tình huống này cũng rất hiếm gặp, không ngờ hôm nay lại có thể gặp được một kẻ có thể tu luyện Xích Minh Cửu Thiên Đồ tới tầng thứ 9. Tầng thứ 9 Xích Minh Cửu Thiên Đồ tương đương với thần ma luyện thể vạn tượng tiền kỳ bình thường khác. Một khi thi triển thần thông thì sẽ có uy lực không yếu chút nào. Dù sao đây cũng là người tới từ Hắc Bạch Học Cung mà. Quá lỗ mãng rồi, dù thế nào cũng chỉ mới tương đương với vạn tượng tiền kỳ. Hắn còn chưa nói ra luyện khí thế nào, chắc là vẫn chưa đạt tới cấp độ vạn tượng. Luyện khí yếu, luyện thể mới miễn cưỡng qua cửa. Nếu mà bị vây công thì kẻ địch hoàn toàn có thể đánh từ xa để giết chết hắn. Đám tu tiên này thầm nghĩ, những kẻ dám tới gia nhập Ứng Long Vệ đều có chút tự tin, cũng coi như là tinh anh. Lão giả tóc bạc áo choàng đen điều khiển cương đồng thau chiếu xuống Kỳ Linh. Sau đó lão mới gật đầu nhẹ. Đúng là tầng thứ 9. Kế tiếp, lão giả tóc bạc áo choàng đen nhìn về những người còn lại. Đúng vào lúc này, trong đầu Kỳ Linh bỗng nhiên có một âm thanh vang lên. Người tên là Kỳ Linh sao? Xích Minh Cửu Thiên Đồ chính là pháp môn được truyền thuyết công nhận là đứng đầu từ thời đại thần ma tới giờ. Nó có không ít những điểm đặc biệt. Đến khi ngươi gia nhập Ứng Long Vệ sẽ biết cách phát huy chiến lực của khối thân thể thần ma này. Nhưng ngươi phải sống về từ Ngục Sơn Đại Hoàng Trạch trở về. Thực ra thì tốt nhất là ngươi đợi tới tầng 10 hoặc tầng 11 rồi mới đi Ngục Sơn Đại Hoàng Trạch thì sẽ cực kỳ an toàn. Lão giả tóc bạc áo đen kia liếc mắt nhìn Kỳ Linh một cái. Kỳ Linh hiểu được là vị Ứng Long Vệ này vừa truyền âm cho mình. Kỳ Linh cũng mỉm cười với vị tiên nhân này, nhưng trong lòng vẫn không do dự chút nào. Hiển nhiên là hắn đã hạ quyết tâm từ lâu rồi. Đặc biệt ư? Kỳ Linh thầm nghĩ. Khi trước ở Thủy Phủ, con gấu lông vàng cũng đã nói thân thể thần ma của ta rất hoàn mỹ, chân thực, có thể tu luyện được cả thần thông trích tinh thú của tam thọ đạo nhân.
Hơn nữa môn Xích Minh Cửu Thiên Đồ này đã được công nhận là pháp môn đứng đầu từ thời đại thần ma tới giờ, mà lại truyền bá rộng rãi, muốn kiếm cũng rất dễ dàng. Ngay tất cả kỳ tộc còn có quyển thứ nhất tới tầng thứ 9 để tu luyện cơ mà. Kỷ Linh có một cảm giác, hẳn là có một thế lực khổng lồ nào đó đứng sau lưng phát triển Xích Minh Cửu Thiên Đồ, mà pháp môn này đã được công nhận từ rất sớm, trong khi Vương Triều Đại Hạ lại chỉ mới dựng lên ở cuối thời đại thần ma. Pháp môn này chắc chắn có từ trước khi Vương Triều Đại Hạ xuất hiện, vậy mà lại được Vương Triều Đại Hạ chủ động phát triển. Chắc chắn còn có nguyên nhân nào đó ẩn giấu đằng sau, Kỳ Linh thầm nghĩ. Nhưng có một điều phải công nhận, tới cả con gấu lông vàng còn phải khen pháp môn này, thì chắc chắn là pháp môn này không có vấn đề gì cả. Mà kể cả nó có vấn đề, với một kẻ nhỏ bé như mình cũng chẳng biết nổi đâu. Vị tiên nhân ứng long vệ kia nói nó có chút đặc biệt, phải vào ứng long vệ thì mới biết được cách phát huy chiến lực thân thể ư? Kỳ Linh lập tức có chút mong chờ. Ứng long vệ vốn là thế lực quân sự mạnh mẽ nhất dưới tay Vương Triều Đại Hạ, có những bí thuật đặc biệt cũng là chuyện bình thường. Nếu tính về gốc rễ, ứng long vệ dĩ nhiên vượt xa Hắc Bạch Thọc Cung không biết bao nhiêu lần, tới cả An Thiền Hầu cũng không cách nào so sánh với ứng long vệ được. Ngươi! Lão giả tóc bạc chỉ vào một gã tu tiên cuối cùng. Người tu tiên này mặc áo dài màu vàng lộng lẫy, cung kính nói: Tuyết Long Sơn, luyện khí vạn tượng viên mãn, đông nhất. Lỗ tai của Kỷ Linh động đậy, hắn quay đầu nhìn. Người tu tiên kia cũng đang nhìn về phía Kỷ Linh, hai ánh mắt gặp nhau. Hắn biết ta ư? Khi hai ánh mắt vừa chạm nhau là Kỷ Linh đã lập tức hiểu ra. Kẻ có tên đông nhất kia cũng mỉm cười, còn gật đầu một cái với Kỷ Linh nữa. Nhưng Kỷ Linh lại chỉ thản nhiên liếc mắt một cái, không thèm mỉm cười đáp lại. Phụ thân của chính mình, bác trai của chính mình đều bị đệ tử Tuyết Long Sơn giết chết, Kỷ Linh làm sao có thể tươi cười với đệ tử của Tuyết Long Sơn đây? Kỷ Linh thầm tính trong lòng, tại sao tên vạn tượng chân nhân của Tuyết Long Sơn lại có mặt ở đây? Là vô ý gặp ta hay là cố ý đuổi theo đây? Khi trước mình luôn ở trong thành An Thiền, nên dù Tuyết Long Sơn có muốn trả thù cũng không có cơ hội. Nhưng vừa ra ngoài là đã gặp Tuyết Long Sơn ư? Chắc tình báo của bọn chúng cũng không thể nhanh nhạy như thế được, Kỷ Linh thầm nghĩ. Hơn nữa ta lại là đệ tử Hắc Bạch Học Cung, thậm chí là đệ tử chân truyền của tiên nhân, Tuyết Long Sơn chắc cũng không dám to gan tới vậy đâu, hẳn là trùng hợp gặp nhau thôi. Rất nhanh mỗi người đều nói rõ lý lịch và thực lực của mình. Lão già tóc bạc áo choàng đen vung tay lên, lập tức từng đường sáng bay về phía mỗi người. Kỷ Linh đưa tay ra đón, đúng là một quả tín phù. Đây là tín phù, lão giả tóc bạc áo choàng đen nói. Các người luyện hóa được tín phù thì mới có thể tiến vào trong núi Xích Long, vượt qua được đại trận ở Ngục Sơn Đại Hoang Trạch là sẽ tới lòng núi. Nếu không luyện hóa được tín phù thì chắc chắn đại trận bảo vệ núi Xích Long sẽ không cho các người bước qua. Đám người Kỷ Linh không hề do dự luyện hóa tín phù ngay. Đi thôi. Xung quanh lão giả tóc bạc áo choàng đen xuất hiện lượng lớn mây mù, mây mù cũng lâng cả đám người Kỷ Linh lên. Nhưng những đại yêu, linh thú mà người tu tiên mang tới thì lại vẫn ở nguyên chỗ cũ. Muốn vượt qua thử thách gia nhập ứng long vệ thì các ngươi phải dựa vào bản thân, những linh thú kia không được tiến vào Ngục Sơn Đại Hoang Trạch, lão giả tóc bạc áo choàng đen nói. Ra lệnh cho đám linh thú tạm thời ở đây, nếu các ngươi còn sống thì có thể trở lại đón chúng. Kỷ Linh đứng trên mây mù, quay đầu nhìn về phía Bạch Thủy Trạch ở dưới. Bạch Thúc, chờ ta. Kỷ Linh dùng tâm linh để truyền âm. Hãy nhớ phải luôn cẩn thận. Bạch Thủy Trạch cũng ngẩng đầu lên nhìn Kỷ Linh. Lão già tóc bạc áo choàng đen lập tức dẫn đám mây mang theo đám người tu tiên bay về phía xa xa, rất nhanh đã đi sâu vào trong lòng núi dãy núi Xích Long. Đứng trên mây mù có thể quan sát được những dãy núi non trùng điệp mờ mờ trước mắt, cùng một vài động phủ tiên gia. Thỉnh thoảng còn bắt gặp một vài bóng người đang khống chế pháp bảo bay qua, có lẽ là ứng long vệ. Đang lúc Kỷ Linh, Mộc Tử Sóc cùng đông đảo người tu tiên đang tò mò quan sát thì bỗng nhiên mây mù lao thẳng xuống phía dưới. Đó là... Kỷ Linh liếc mắt một cái liền nhìn thấy ở đỉnh núi phía xa xa có một đại trận hình cái tháp dựng sừng sững. Uỳnh! Mây mù đáp xuống, Kỷ Linh cùng một đám người tu tiên đều nhìn về phía đại trận hình cái tháp. Cả đại trận hình tháp này tỏa ra một tầng ánh sáng màu cho cao tầm 800 trượng. Riêng chân tháp đã có đường kính tầm 100 trượng, có hình cửu cung. Cái đại trận hình tháp có phần giá được làm từ một thứ gì đó giống như kim trúc hiếm thấy. Bề mặt có điêu khắc rất nhiều phù văn.
vô số phù văn phủ đầy bề mặt đại trận hình tháp cao 800 trượng này. Toàn đại trận hình tháp đều tỏa ra ánh sáng màu tro, chỉ có ngọn tháp là có chút ánh sáng trắng. Ở quanh đại trận này có 10 lão giả ăn mặc giản dị đứng canh. Đây là đại trận truyền tống sao? Đôi mắt của Mộc Tử Sóc phát sáng. Chắc là vậy rồi. Kỳ Linh cũng rất tò mò. Hắn đã sớm nghe nói về những đại trận truyền tống hàng đầu này, nhưng lại chưa bao giờ được dùng thử. Trong quận An Thiền chỉ có một vài người đặc biệt thuộc Ứng Long Vệ và An Thiền Hầu là có quyền được sử dụng truyền tống trận. Đương nhiên cũng có thể mang linh thú tôi tớ để đi theo. Lần này đám Kỳ Linh chuẩn bị gia nhập Ứng Long Vệ nên có một cơ hội ngoại lệ thử một lần. Truyền tống trận ư? Truyền tống trận cao 800 trượng sao? Ở quê ta, quân đóng trong thành cũng có một truyền tống trận, nhưng chỉ cao gần 100 trượng, nhỏ hơn cái này rất nhiều. Ta còn chưa thấy bao giờ. Những người tu tiên này tuy có kiến thức rộng rãi, nhưng nhìn thấy truyền tống trận này thì từng người đều kinh hãi. 10 lão già ăn mặc giản dị kia đều cúi người cung kính với lão già tóc bạc áo choàng đen. Chuẩn bị xuống đi. Lão già tóc bạc áo choàng đen lập tức ra lệnh, đưa 100 người bọn họ tới thẳng Ngục Sơn Đại Hoang Trạch. Dạ. 10 lão già ăn mặc giản dị lập tức đi vào bên trong đại trận để làm một vài thay đổi. Lão già tóc bạc áo choàng đen nhìn qua 100 người nhóm Kỳ Linh, nói với âm thanh hùng hồn, truyền tống trận này chính là loại truyền tống trận cấp độ cao nhất, thậm chí nó còn có thể chở người tới vương đô vương triều đại hạ. Trong phạm vi vùng đất vô tận này có thể dùng truyền tống trận kia vượt qua trong nháy mắt để tới. Mặc dù Ngục Sơn Đại Hoang Trạch cách đây 200 dặm, nhưng các ngươi cũng có thể lập tức tới đó ngay. Lão già tóc bạc áo choàng đen nói. Sao vậy? Bỗng nhiên vẻ mặt của lão già tóc bạc áo choàng đen hơi biến đổi. Vèo, lão lập tức biến mất, làm cho đám người Kỳ Linh có chút kinh ngạc. Làm sao mà lại tự nhiên biến mất như vậy? Có lẽ có chuyện gì quan trọng rồi. Tiên nhân thật là bất phàm, trong nháy mắt là đã biến mất rồi, không biết dùng độn thuật gì đây. Một đám người tu tiên đều bắt đầu xì xầm bàn tán. 10 lão giả canh giữ đại trận cũng nghi hoặc khó hiểu. Tại sao lại đi như vậy? Việc thay đổi đại trận để tới nơi kia đã nhanh chóng xong hết rồi cơ mà. Kỳ Linh sư huynh, Mộc Tử Sóc khẽ nói, tuy đã sớm nghe tới Ngục Sơn Đại Hoang Trạch, nhưng ta cũng không biết nó nguy hiểm tới mức nào. Nếu tính về danh tiếng thì đó chính là nơi nguy hiểm nhất trong địa phận quận An Thiền. Nghe nói ở đó có rất nhiều chỗ không gian bị xé nát ra, thậm chí còn xé sang cả những không gian ở nơi khác. Có rất nhiều yêu quái ẩn nấp ở đó, thậm chí cả những thần ma trong truyền thuyết cũng ở trong đó cả. Kỳ Linh liền trả lời, vùng đất do vương triều đại hạ thống lĩnh rất rộng lớn, ngoại trừ những nơi an toàn ở mức vừa phải như Yên Sơn gia, còn có những nơi rất thần bí, đặc biệt đầy nguy hiểm. Ở trái đất kiếp trước, trong vùng đất ngàn dặm đó cũng có rất nhiều nơi thần bí, chứ đừng nói là thế giới rộng lớn do vương triều đại hạ thống lĩnh này. Chỉ riêng trong quận An Thiền đã có đầy rẫy những chỗ nguy hiểm rồi, thậm chí còn có những nơi là chiến trường từ thời đại thần ma cho tới giờ. Ngoài ra còn có vài tiên phủ, di tích của những người bản lĩnh lớn để lại. Ngục Sơn Đại Hoang Trạch là một trong 10 nơi nguy hiểm hàng đầu ở quận An Thiền. Những nơi nguy hiểm cũng ẩn chứa rất nhiều kỳ ngộ. Ta cũng nghe nói có thần ma. Bỗng nhiên một nam tử tuấn Mỹ mặc áo bào trắng đi tới gần. Kỳ Linh và Mộc Tử Sóc cùng nhìn sang. Kỳ Linh đạo huynh, Mộc Tử Sóc đạo huynh. Nam tử tuấn Mỹ áo bào trắng này liền cười nói, tại hạ là Đông Hà Phi Vân, đạo hiệu cũng là Phi Vân. Đạo hiệu của ta là Song Mộc. Mộc Tử Sóc rất hiểu chuyện, đồng thời hắn dõi mắt sang nhìn Kỳ Linh một cái rồi mới nói, sư huynh của ta là Kỳ Linh, đạo hiệu là Bắc Minh. Đúng rồi, người vừa mới nhắc tới thần ma, chẳng lẽ Ngục Sơn Đại Hoang Trạch thực sự có thần ma sao? Nam tử tuấn Mỹ mặc áo bào trắng liền nói, chẳng lẽ hai vị chưa từng nghe tới truyền thuyết về Ngục Sơn sao? Truyền thuyết Ngục Sơn ư? Kỳ Linh và Mộc Tử Sóc nhìn nhau rồi cùng lắc đầu. Truyền thuyết này kể lại từ thời rất xa xưa, khi thời đại thần ma vừa mới chấm dứt. Đông Phương Phi Vân tử tốn nói, trước khi xây dựng vương triều đại hạ, một vài tiên nhân sử dụng pháp bảo mạnh mẽ đã chấn áp đám thần ma lại. Pháp bảo này chính là Ngục Sơn, rất khó để giết chết được thần ma. Nếu muốn giết được thì chỉ sợ cũng phải chết không ít tiên nhân. Cho nên các tiên nhân mới dùng Ngục Sơn chấn áp bọn chúng. Bọn chúng bị Ngục Sơn chấn áp nên bị ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài, không thể hấp thu được lực lượng từ thế giới bên ngoài. Từ đó đám thần ma sẽ càng ngày càng yếu đi,
đợi thêm vài trăm vạn năm nữa, nhóm thần ma sẽ trở nên cực kỳ yếu đuối. Hai người Kỷ Linh vừa nghe vừa gật đầu. Mặc kệ là người tu tiên hay thần ma, có thể tới một cấp độ nhất định không cần ăn uống, nhưng rồi vẫn sẽ phải cần hấp thu lực lượng từ thế giới bên ngoài. Như luyện khí là hấp thu nguyên khí trời đất, thần ma cùng thần ma luyện thể đều hấp thu một vài lực lượng khác như lực ngũ hành, lực tinh thần, lực thái âm, lực thái dương. Nếu không thể hấp thu được lực lượng từ thế giới bên ngoài thì dĩ nhiên sẽ càng ngày càng suy yếu. Thế nhưng về sau, trong đám thần ma bị trấn áp đó, có một kẻ cực kỳ mạnh mẽ đã đánh vỡ được ngục sơn, chạy thoát khỏi nơi trấn áp. Sau một đại trận chém giết giữa thần ma và tiên nhân, một khoảng trời đã bị xé nát thành mảnh nhỏ. Tuy kết quả của trận chiến đó ra sao thì ta không biết được, nhưng ngục sơn đại hoang trạch sau trận chiến đó đã biến thành như bây giờ. Đông Hà Phi Vân nói. Kỷ Linh liền cười nói, không hổ là Đông Hà tộc, bí mật như vậy mà cũng biết được. À, ta cũng chỉ là xem qua những bộ sách ghi chép các truyền thuyết thôi, chứ cũng chưa từng nhìn tận mắt được. Là thật hay là giả, ta cũng không dám chắc đâu. Đông Hà Phi Vân cười nói, nghe nói ở thời đại thần ma, nhóm thần ma đã xưng hùng xưng bá khắp vùng đất này. Kỷ Linh nói, còn hiện giờ thì loài người chúng ta xưng bá ở vùng đất vô tận này. Yêu tộc đứng thứ hai, nhưng lại không thể nhìn thấy bóng dáng của thần ma nào. Đôi mắt của Mộc Tử Sóc cũng tỏa sáng. Ta cũng rất tò mò về thời đại thần ma. Ta nghĩ rằng thực lực càng mạnh thì sẽ càng biết nhiều hơn. Đông Hà Phi Vân cười, nhất định phải điều tra rõ chuyện này. Ở giữa không trung, lão giả tóc bạc áo trắng đen đột nhiên lạnh lùng quát lên. Một con chó ba mắt lông đen đứng bên cạnh phát ra thanh âm. Vâng, nhưng nếu gặp phải An Thiền Bắc Sơn tộc cản lại thì sao? Vẫn cứ giết cho ta. Lão giả tóc bạc áo trắng đen lạnh lùng nói, các ngươi không cần phải lấy thân phận Ứng Long vệ để giải quyết đâu, cứ ai cản là giết cả, nhất định phải điều tra rõ ràng. Dạ. Con chó ba mắt lông đen cung kính đáp. Những chư hầu này đã quen xưng vương ở đất phong đã lâu, nhưng không chịu yên ổn thì cứ phải đánh cho một trận. Lão giả tóc bạc áo trắng đen lại lạnh lùng nói tiếp, xem ra An Thiền Hầu Bắc Sơn tộc lại phải chết một đám rồi, đi thôi. Dạ. Con chó ba mắt lông đen cũng lóe lên rồi biến mất. Lúc này lão giả tóc bạc áo trắng đen mới điều khiển mây mù bay từ từ đi rất nhanh, đã tới ngọn núi có tòa đại trận hình tháp đứng sừng sững lúc trước. Đám Kỷ Linh, Mộc Tử Sóc đã chờ khá lâu trên ngọn núi đó. Phù phù. Lão giả tóc bạc áo trắng đen đáp xuống, xung quanh lập tức im phăng phắc. Mười lão già ăn mặc giản dị cũng cung kính nhìn. Các ngươi nghe rõ đây. Lão già tóc bạc áo trắng đen nói, các ngươi đều là những người muốn gia nhập Ứng Long vệ ta. Chỗ sát hạch các ngươi chính là Ngục Sơn Đại Hoang Trạch này. Ngục Sơn Đại Hoang Trạch chính là nơi nổi tiếng về độ nguy hiểm trong quận An Thiền ta. Việc các ngươi phải làm là sống ở Ngục Sơn Đại Hoang Trạch 3 tháng và đem đầu một con đại yêu vạn tượng về. Nếu còn sống và mang về được đầu đại yêu vạn tượng thì các ngươi sẽ được vào Ứng Long vệ của ta. Trường hợp chết ở Ngục Sơn Đại Hoang Trạch hoặc trở về nhưng không có đầu đại yêu vạn tượng, hoặc có đầu nhưng không sống đủ 3 tháng thì đều tính là thất bại cả. Các ngươi đã nghe rõ chưa? Lão giả tóc bạc áo trắng đen nhìn qua một lượt, trăm người tu tiên đều gật đầu không do dự chút nào. Thử thách để gia nhập Ứng Long vệ có rất nhiều loại, mà loại như bọn họ gặp lần này cũng chỉ coi là một loại bình thường mà thôi. Nếu bọn họ đã dám tới đây thì đều phải có chút tự tin nào đó thì mới dám tới. Tốt. Lão giả tóc bạc áo trắng đen gật đầu nói tiếp, một khi đã như vậy thì các ngươi xuất phát luôn đi. Hy vọng sau 3 tháng sau lại có thể gặp các ngươi mang đầu đại yêu trở về. Nhớ kỹ, đừng coi thường những đại yêu kia. Các ngươi muốn giết chết đại yêu thì đại yêu cũng muốn giết các ngươi. Thù hận qua bao nhiêu năm tháng đã chất chứa rất nhiều rồi, nên bọn chúng sẽ không nương tay với các ngươi đâu. Trăm người tu tiên đều hiểu, tới cả người nhỏ nhất như Mộc Tử Sóc cũng hiện lên vẻ kiên định ở trong mắt. Tiến vào hết đi. Các ngươi chia nhau ra đứng trong phạm vi đáy tháp đi. Mười lão già ăn mặc giản dị kia bắt đầu bố trí. Đám người Kỷ Linh cùng đi vào trong đại trận. Đại trận rộng lớn tới mức này có thể chứa tới vài ngàn người. Kỷ Linh sư huynh, sư phụ dặn ta tới khi tới Ngục Sơn Đại Hoang Trạch chẳng những phải cẩn thận với yêu quái mà còn phải cẩn thận với những kẻ tu tiên có lòng dạ tăm tối khác. Mộc Tử Sóc truyền âm nói, bọn chúng đều đã biết chúng ta là Hắc Bạch Học Cung. Hắc Bạch Học Cung của chúng ta lại rất ít đệ tử,
mỗi người đều có bảo vật quý hiếm, cho nên sẽ có chuyện vây giết đệ tử Hắc Bạch Học Cung như chúng ta xảy ra. Bây giờ chúng ta chưa phải là Ứng Long Vệ, nên không bị cấm đoán việc giết nhau đâu. Kỳ Linh mỉm cười nhìn Mộc Tử Sóc, lòng người khó đoán. Kiếp trước sống ở thời đại bùng nổ thông tin, hắn đã được tiếp xúc với mức phát ngạn với thông tin hơn rất nhiều so với thế giới hoang sơ này. Tuy vậy, Kỳ Linh vẫn nói: "Ta biết rồi, sư đệ cũng phải cẩn thận đấy." "Ừ, huynh đệ chúng ta cùng đi thôi." "Tới một giết một, đến mười giết mười." Mộc Tử Sóc truyền âm nói. Bỗng nhiên, xung quanh đại trận phát sáng, mặt ngoài của đại trận bắt đầu tỏa ra những ánh sáng chói mắt bao phủ toàn truyền tống trận. Từ bên ngoài không thể nhìn thấy một đám trăm người tu tiên Kỳ Linh ở bên trong truyền tống trận nữa. Xoẹt, ánh sáng trắng từ đỉnh tháp bỗng nhiên sáng chói lên gấp ngàn lần, thậm chí còn chói mắt hơn cả bầu trời ở trên đầu. Đến lúc ánh sáng trắng ảm đạm đi bớt, ánh sáng màu cho cũng đã trở về vẻ bình thường, thì 100 người trong đại trận cũng đã biến mất không thấy đâu nữa. Lúc này bọn họ đã tới được Ngục Sơn Đại Hoang Trạch kia.